Xin chào tất cả bạn hội viên, xin chào tất cả bạn nha. Thì chào mừng tất cả bạn đã đến với kênh Trần Sĩ Thâm của mình, nơi mà các bạn có thể cập nhật được những chính sách mới, những thuật toán mới của YouTube và những thay đổi mới của cái network. Thì trong video này ngày hôm nay, mình cảm thấy rất là vui khi được gặp lại tất cả các bạn. Thì trong video này ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn nhận mã PIN từ tài khoản của Ascent của các bạn nha. Thì các bạn chắc hẳn cũng biết điều này, khi các bạn làm YouTube và các bạn được bật kiếm tiền trên kênh YouTube của các bạn, đó chỉ là bước khởi đầu nha các bạn. Bước tiếp theo là phải làm cách nào để nhận được khoản thanh toán nha các bạn. Thì có hai hình thức thanh toán các bạn. Một là các bạn thanh toán qua tài khoản của Ascent, là các bạn nhận được 100% tiền không chia cho ai cả, và tài khoản của Ascent không đòi hỏi là kênh YouTube của các bạn phải đủ lớn mạnh thì mới được nhận tiền nha các bạn. Cứ đủ 100 đô là tài khoản của Ascent sẽ chuyển tiền về cho các bạn nha, nên các bạn cứ yên tâm. Còn hình thức thứ hai là nhận tiền thông qua network nha các bạn, là kênh của các bạn phải đủ lớn, đủ mạnh và phù hợp với chính sách của network thì các bạn mới được vào đó và các bạn nhận tiền nha các bạn. Nhưng mà nhận tiền ở trong network là các bạn phải chia tiền theo chính sách của network, nhiều hay ít là do bên phía network đưa ra nha các bạn nha. Nên trong video này hôm nay, mình sẽ giải quyết vấn đề khó khăn của các bạn là giúp các bạn nhận mã PIN từ tài khoản của Ascent của các bạn nha. Đối với những người bạn bên đất nước khác là việc nhận mã PIN cực kỳ đơn giản nha các bạn. Nhưng đối với đất nước Việt Nam là Google Ascent đã gửi mã PIN về địa chỉ cho các bạn nhưng mà đã bị thất lạc và các bạn không nhận được mã PIN. Trường hợp này là chiếm hết khoảng 80% là các bạn không nhận được mã PIN từ tài khoản của Ascent, mặc dù họ đã gửi về cho bạn nha, nhưng mà các bạn không nhận được. Và từ đó thì có nhiều dịch vụ nhận mã PIN giùm ra đời nha các bạn, và có chỗ thật và có chỗ giả và có chỗ lợi dụng nha các bạn. Chỗ thật là nhận mã PIN là giá tầm 100 ngàn cho đến 300 ngàn là hết nha các bạn. Còn những chỗ mà lợi dụng các bạn sẽ đẩy giá cao lên. Mình ví dụ nha, bây giờ tài khoản của Ascent của các bạn đang có đó chính là 1.000 đô. Vì các bạn chờ đợi, các bạn không nhận được mã PIN thì các bạn không thể nào nhận được khoản thanh toán từ tài khoản của Ascent, và khoản thanh toán đó đang bị tài khoản của Ascent tạm giữ lại chờ các bạn nhập mã PIN vào và liên kết ngân hàng thì các bạn mới nhận được tiền nha. Thì những chỗ lợi dụng đó các bạn, họ đánh tâm lý và họ biết được rằng các bạn đang có một số tiền khá là lớn nằm trong tài khoản của Ascent, tại vì rất là lâu rồi các bạn chờ đợi mã PIN thì số tiền càng lúc càng tăng cao và họ sẽ đưa mức giá ra khá là cao để mà nhận mã PIN nha các bạn. Đó là những trường hợp mà lợi dụng và lừa gạt nên các bạn cần chú ý nha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn nhận mã PIN do chính các bạn nhận mà các bạn không cần nhờ vả ai cả, nếu như các bạn làm đúng theo video này mình hướng dẫn nha. Và bây giờ mời các bạn nhìn thẳng vào màn hình để mình hướng dẫn cho các bạn cùng biết nha. Thì ở trên màn hình các bạn nhìn thấy là mình đã có một tài khoản Ascent, mà tài khoản Ascent này là bên đất nước Nhật nha các bạn, là tùy vào quốc gia mà ngôn ngữ sẽ hiển thị trên tài khoản Ascent của các bạn nha. Và các bạn kéo xuống bên dưới thì các bạn sẽ thấy một cái bảng thông báo như thế này, thì có nghĩa là các bạn đã xác minh thành công qua cái địa chỉ trên giấy tờ tùy thân của các bạn nha. Và bước tiếp theo là Ascent sẽ gửi mã PIN về cái địa chỉ mà các bạn đã xác minh. Thì các bạn nào chưa xem cái video mà mình hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn xác minh cái danh tính của các bạn qua giấy tờ tùy thân ở bước đầu tiên đó các bạn, thì link mình để ngay phần mô tả video, các bạn bấm vào đó và các bạn xem và các bạn làm y theo mình hướng dẫn nha các bạn nha. Thì cụ thể ở đây là khi các bạn xác minh danh tính thành công thì Google Ascent sẽ gửi mã PIN về thông qua giấy tờ tùy thân mà các bạn đã xác minh, các bạn đã gửi cho Google Ascent, thì Google Ascent sẽ gửi mã PIN về địa chỉ của các bạn. Và khi mà các bạn nhận được mã PIN thì các bạn sẽ bấm vào nút xác nhận và các bạn nhập chữ số vào đây nha các bạn, là các bạn xác minh thành công. Nhưng ở đây các bạn không hề nhận được mã PIN, mặc dù Google Ascent đã thông báo như thế này là sẽ mất 2 tuần đến 4 tuần để gửi cái mã PIN đó về địa chỉ của các bạn, nhưng mà các bạn chờ hoài không thấy đâu nha các bạn nha. Thì cách để giải quyết và cách để xử lý như thế nào để nhận được khoản thanh toán nha các bạn. Vì nếu như mà các bạn không xác minh nó các bạn thì các bạn sẽ không thể nào nhận được khoản thanh toán nha các bạn nha. Vì khoản thanh toán của các bạn sẽ bị tạm giữ lại nha các bạn. Thì cụ thể là Google Ascent nói rất rõ nè các bạn, là thanh toán của bạn hiện đang bị giữ do bạn chưa xác minh địa chỉ của mình nha các bạn nha.
Thì cái trường hợp này nếu như các bạn không xác minh được thành công cái địa chỉ của các bạn thì các bạn sẽ không bao giờ nhận được khoản thanh toán. Cho dù cái khoản thanh toán ở đây nó nhảy lên vài ngàn đô, các bạn cũng không thể nào nhận được nha các bạn nha. Đều bị tạm giữ lại hết nha các bạn. Thì để mà giải quyết được vấn đề này thì các bạn sẽ bấm vào xác minh nha. Các bạn cần chú ý nha là các bạn không cần phải sửa đổi gì cả trên cái địa chỉ thanh toán của các bạn nha. Các bạn chỉ việc yêu cầu gửi lại đúng với giấy tờ tùy thân của các bạn nha. Mình nhấn mạnh nha, đúng với giấy tờ tùy thân của các bạn. Quá 3 lần là lần thứ tư là các bạn xác minh online theo mình hướng dẫn là các bạn sẽ thành công 100% nha các bạn nha. Các bạn nên nhớ là các bạn hãy yêu cầu gửi mã PIN 1 lần, 2 lần, 3 lần và đến lần thứ tư là xác minh online là thành công 100% nha các bạn nha. Nên các bạn cần chú ý nha các bạn. Thì lần thứ nhất là các bạn là mình không hề nhận được nha các bạn nha. Là Google Sense đó các bạn đã gửi mã PIN cho mình vào ngày 1 tháng 6 nha các bạn. Và bây giờ đã tháng 7 hơn rồi, mình chưa nhận được mã PIN. Thì bây giờ mình sẽ bấm vào xác minh nè các bạn và yêu cầu gửi mã PIN lại. Mình không cần thay đổi gì cả nha các bạn nha. Mình cứ bấm gửi lại nha các bạn nha. Và cụ thể là có một cái bảng thông báo hiện ra như thế này. Thì các bạn đừng có lo lắng, Google Sense đã gửi mã PIN lại một lần nữa cho các bạn. Và các bạn sẽ không nhận được thì các bạn sẽ bấm gửi lại nữa nha. Cứ một tháng các bạn không nhận được là các bạn yêu cầu gửi lại. Đúng 3 lần như vậy là các bạn làm theo video này mình hướng dẫn là các bạn nhận được mã PIN 100% nha các bạn nha. Đó là xác minh online nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để bạn xác minh online nha. Thì để mà xác minh mã PIN online đó các bạn thì các bạn cần chú ý giùm cho mình nha. Là các bạn hãy vào trình duyệt web nơi mà các bạn thường xuyên đăng nhập tài khoản Gmail. Các bạn đăng xuất ra hết nha các bạn. Các bạn đăng xuất tất cả các tài khoản Gmail của các bạn ra hết nha. Và tiếp theo là các bạn bấm vào ba dấu chấm nha. Nếu như các bạn sử dụng điện thoại thì các bạn hãy bấm vào ba dấu chấm. Còn nếu như trên máy tính thì các bạn không cần nha. Các bạn để tự nhiên. Ở đây mình đang hướng dẫn trên thiết bị điện thoại. Mình sẽ bấm vào ba dấu chấm nha. Và các bạn tắt bỏ giùm cho mình đó chính là trang web dành cho máy tính nha. Các bạn tắt bỏ đi. Và sau đó thì các bạn đăng nhập đúng cái tài khoản Gmail mà có cái tài khoản của Sen bên trong đó nha. Thì khi mà các bạn đã đăng nhập cái tài khoản Gmail của các bạn vào thì các bạn sẽ thấy duy nhất chỉ có một tài khoản Gmail của các bạn nằm ở đây thôi nha các bạn nha. Như vậy là được nha các bạn. Và cái link mà để xác minh mã PIN online là mình để ngay cái phần mô tả video thì các bạn bấm vào đó nha. Thì khi mà các bạn sử dụng thiết bị điện thoại và các bạn bấm vào cái link mình để ngay bên dưới phần mô tả video thì sẽ đưa các bạn ra một giao diện như thế này. Bắt các bạn đăng nhập một lần nữa. Thì các bạn nào đang sử dụng thiết bị điện thoại thì các bạn hãy bấm vào ba dấu chấm nha. Còn nếu như các bạn nào đang sử dụng máy tính thì các bạn không cần phải bấm gì cả. Nó sẽ dẫn các bạn đến cái liên kết mà xác minh mã PIN online. Nên các bạn yên tâm nha. Còn ở trên thiết bị điện thoại thì các bạn hãy bấm vào ba dấu chấm. Xong rồi các bạn sẽ bấm vào sao chép liên kết nha. Rồi các bạn thoát ra. Và tiếp theo thì các bạn vào trình duyệt web Google Chrome của các bạn nha. Và các bạn dán cái đường link mà các bạn vừa copy hồi nãy vào đây nha. Thì sẽ đưa các bạn ra một giao diện như thế này nè các bạn. Để các bạn xác minh online nha. Thì các bạn cần chú ý nè các bạn. Là mỗi một lần mà các bạn gửi mã PIN mà các bạn chờ đợi trong vòng một tháng. Các bạn không nhận được mã PIN. Thì các bạn hãy vào cái link mà mình để ngay bên dưới phần mô tả video. Các bạn bấm vào đó. Và khi nào đưa các bạn ra được một giao diện như thế này nè các bạn thì lúc đó là các bạn có thể xác minh online được rồi nha. Thì thường quá 3 lần mà các bạn không nhận được mã PIN đó các bạn thì các bạn bấm vào cái link bên dưới phần mô tả video mình để đó thì sẽ đưa các bạn ra một giao diện như thế này nha. Thì lúc đó là các bạn sẽ bắt đầu gửi giấy tờ tùy thân của các bạn cho Google Sense và xác minh nha. Thì trong vòng khoảng 5 phút là các bạn sẽ xác minh thành công nha các bạn nha. Cực kỳ đơn giản nha các bạn. Các bạn chỉ việc điền tên của các bạn vào đây nha. Tên là phải giống với chứng minh nhân dân của các bạn hoặc là bằng lái xe hoặc là hộ chiếu nha các bạn nha. Và tiếp theo là địa chỉ mail của các bạn nha. Cái địa chỉ mail mà có tài khoản Google Sense đang đợi mã PIN nha các bạn. Các bạn dán vào đây. Và tiếp đến đó chính là cái ID nhà sản xuất Sense của bạn nè. Cái này cực kỳ quan trọng nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn lấy cái ID nhà sản xuất Sense của bạn nha. Và tiếp theo thì các bạn vào tài khoản Google Sense của các bạn nha.
và các bạn bấm vào ba cái gạch bên tay trái nha các bạn. Xong rồi các bạn sẽ kéo xuống bên dưới và các bạn bấm vào tài khoản nha. Xong rồi cái dòng đầu tiên là các bạn là mã nhà sản xuất nha các bạn. Các bạn copy cái mã này cho mình nha. Xong rồi các bạn thoát ra. Và sau đó thì các bạn dán cái mã nhà sản xuất của các bạn vào đây nha. Như thế này nha các bạn nha. Và tiếp theo là các bạn gửi giấy tờ tùy thân của các bạn nha. Là các bạn cần chú ý nha các bạn. Ví dụ các bạn xác minh danh tính ở bước 1 của các bạn là các bạn xác minh bằng bằng lái xe thì các bạn phải gửi, đó chính là bằng lái xe. Còn các bạn xác minh bằng chứng minh nhân dân thì các bạn gửi chứng minh nhân dân. Các bạn xác minh bằng hộ chiếu thì các bạn gửi hộ chiếu nha. Thì mới được nha các bạn nha. Thì lúc trước á, là mình sử dụng cái giấy phép lái xe này để mình xác minh danh tính của mình. Và mình đã xác minh danh tính thành công nha các bạn. Và bây giờ mình cũng sử dụng cái giấy phép lái xe này để mình xác minh cái mã PIN online nha các bạn. Nếu như mà lần đầu tiên mà các bạn xác minh danh tính, các bạn sử dụng giấy chứng minh nhân dân thì các bạn phải chụp hai mặt các bạn gửi nha. Còn giấy phép lái xe thì các bạn chỉ cần chụp một mặt thôi. Hộ chiếu các bạn cũng chỉ cần chụp một mặt thôi là được nha các bạn nha. Và tiếp theo là một việc cực kỳ là quan trọng nha các bạn. Các bạn cần chú ý nha. Các bạn chụp giấy tờ tùy thân của các bạn để các bạn gửi cho Google Send là các bạn phải chụp rõ ràng và đầy đủ bốn góc cạnh nha các bạn. Nếu như mà các bạn chụp ảnh mà bị mờ, mà thiếu góc cạnh, các bạn gửi là các bạn sẽ bị tài khoản Google Send từ chối nha các bạn nha. Nên các bạn cần chú ý là chụp tấm ảnh phải rõ ràng và đầy đủ bốn góc cạnh như mình làm mẫu rồi các bạn thì mới được nha. Và sau đó thì các bạn sẽ bấm nút gửi là xong nha các bạn nha. Thì khi mà các bạn bấm nút gửi rồi các bạn là trong vòng khoảng chừng 5 phút rồi các bạn là GoSend sẽ gửi một cái mail thông báo cho các bạn như thế này. Có nghĩa là GoSend đang xem xét các bạn. Thì xem xét ở đây là xem xét bằng auto tự động với các bạn. Nên cực kỳ lẹ luôn các bạn. Chưa được 5 phút là các bạn nhận được cái mail thứ hai nha các bạn nha. Các bạn sẽ nhận được cái mail thứ hai và nội dung thông báo là đã xác minh thành công nha các bạn. Thì các bạn thấy ở đây là cái mail đầu tiên nè, là mình gửi vào lúc 11 giờ 9 phút nha các bạn nha. Thì cái mail thứ hai này các bạn vào 11 giờ 10 phút của các bạn là mình nhận được cái mail thứ hai. Tất cả là auto tự động hết, miễn sao là các bạn đúng với giấy tờ tùy thân của các bạn, đúng với chứng minh nhân dân của các bạn, đúng với bằng lái xe của các bạn, đúng với hộ chiếu của các bạn và tất cả đều trùng với nhau hết 100% từ A đến Z là các bạn sẽ xác minh danh tính thành công nha các bạn nha. Và khi các bạn xác minh danh tính thành công thì các bạn sẽ thấy cái biểu tượng xác minh của các bạn bây giờ nó biến thành màu xanh và ở đây rằng là đã xác minh thành công nha các bạn. Thì nãy giờ mình đã mang những kiến thức mình biết được trong khoảng thời gian làm YouTube để mình trải lòng, mình chia sẻ cho các bạn cùng biết qua chủ đề, đó chính là hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn nhận mã PIN từ tài khoản GoSend online nha các bạn. Hy vọng với kỹ thuật nhỏ này sẽ giải quyết được những khó khăn mà các bạn đang gặp phải nha, và giúp các bạn có hướng đi đúng trên con đường làm YouTube của các bạn nha. Và bây giờ mình dừng video tại đây. Mình kính chúc tất cả các bạn luôn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nha. Nhớ chia sẻ video này để ủng hộ cho mình và cũng như cho tất cả bạn bè của các bạn cùng biết nha. Và bây giờ, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.